chào. Và hôm nay là một món đậu que xào, cũng là một món ăn chay trong bếp chay kỳ duyên của mình. Mình sẽ xào đậu que cùng với hành lá. Đây là hành lá, bắt chảo lên mình thử hành. Thử cho hành nó thơm lên, nó hơi vàng một chút. Và đây là đậu que, một trong những món rau củ cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể những người ăn chay. Mình sẽ xào đậu que nha các bạn. Trong cái món xào đậu với đậu hũ thì hôm nay mình sẽ xào đậu que cùng với đậu hũ chiên. Và đây là đậu hũ chiên, mình sẽ cho một ít đậu hũ chiên vào chảo. Cho một ít hạt nêm. Một muỗng hạt nêm bột ngọt. Một muỗng bột ngọt, mỗi cái là một muỗng hết. Hạt nêm một muỗng, bột ngọt một muỗng. Muỗng cà phê thôi. Và mình sẽ dặn một chút xíu đường. Một lượng đường rất là ít. Trên cái món xào hay canh gì của mình cũng là được ít đường hết. Và chúng ta sẽ cho một chút nước lọc vào. Vì nước lọc thì nó làm cho cái đồ nêm của mình nó sẽ dễ nhanh tan hơn. Rồi đậy nắp lại. Rồi, như vậy là đậu que của chúng ta đã chín tới. Mình đừng có cho đậu que nó quá chín. Bởi vì nó chín nhiều quá thì đậu que nó sẽ không ngon. Nó mất cái độ giòn. Cho hành vào nha, hành lá. Nhưng mà mình xào quá chín nó mất cái độ xanh của cái đậu que của mình đó. Rất là vừa ăn. Mình sẽ để một chút xíu nữa cho hành mình để mới vô cho nó chín nha các bạn. Bởi vì hành nó không đủ chín nó cũng sẽ làm cho nó hăng, nó gắt, mình khó ăn hơn. Cho nên một chút xíu nữa mình sơ qua sơ lại cho hành lá nó đủ chín thì mình để sau. Rồi, đây là một món đậu que xào chay, mình xào với đậu hũ. Nhìn cũng rất là ngon và hấp dẫn, dành cho người ăn chay. Rất là đầy đủ dinh dưỡng và rất là ngon. Và mọi người cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Một bữa cơm chay thuần khiết của gia đình Kỳ Duyên, của quán cơm chay Kỳ Duyên Ngộ mình. Mình luôn nguyện cầu cho thế giới này được bình an, cho chúng sanh được an lạc, cho mọi người cùng có nhân duyên với Phật Pháp, nhân duyên với đồ chay của gia đình mình. Bởi vì ăn chay thân tâm cho chúng ta rất là an lạc và thanh tịnh, nhẹ nhõm. Mình rất mong, cầu mong cho mọi người cùng có một cái nhân duyên được ăn chay, bỏ ác theo thiện. Ăn chay là một việc làm lương thiện nhất, lớn nhất của đời người. Vì vậy mà Kỳ Duyên mình luôn nguyện cầu cho mọi người cùng có một cái duyên lành quay về con đường ăn chay hướng thiện. Chúc mọi người ngon miệng, chúc hòa bình thế giới, cầu nguyện cho bệnh dịch nó qua mau, cho chúng sanh được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.